Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, từ đầu năm 2017 đã có dự báo về những cơn bão lớn và thảm họa thiên tai. Do vậy, việc chuẩn bị ứng phó khắc phục thiên tai đã được ngành điện chú trọng. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC quản lý vận hành kinh doanh điện năng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc. Hầu hết các tỉnh có địa hình phức tạp, khoảng 2/3 diện tích là vùng rừng núi và khoảng 835 km bờ biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Do hàng năm có từ 7 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực các tỉnh miền Bắc, nên EVN-NPC luôn chú trọng đến công tác phòng ngừa, chủ động, không chỉ trong vận hành lưới điện mà ngay cả trong giai đoạn đầu tư, xây dựng. Từ khi lập dự án đã xem xét đến yếu tố thời tiết, thiên tai có thể xảy ra như là sạt lở đất, băng tuyết, sương muối, đồng trũng, chịu mặn. Điển hình như việc đối phó với cơn bão số 2 và lũ quét, lũ ống xảy ra ở Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái và Sơn La vừa qua. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của EVN-NPC và các công ty điện lực đã theo dõi sát sao diễn biến của bão để kịp thời điều chỉnh, bổ sung vùng, phạm vi ảnh hưởng của bão và triển khai các phương án đối phó. Đặc biệt tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị khôi phục lưới điện trong thời gian ngắn nhất để cấp điện trở lại, để ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Chúng tôi thực hiện rất nhiều việc. Cụ thể là trong phòng ngừa thì phải chủ động để làm sao mà giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa cho người và tài sản công trình. Trong ứng phó thì phải kịp thời và trong khắc phục thì phải khẩn trương, hiệu quả nhưng mà phải đảm bảo an toàn. Thì với cái nguyên tắc như vậy, chúng tôi thực hiện theo cái phương châm 4 tại chỗ của chính phủ đã chỉ đạo là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Với một địa bàn được coi là rốn lũ như huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thì công tác phối hợp giữa nhà máy thủy điện với vùng hạ du là hết sức quan trọng trong quá trình điều tiết lũ. Việc thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai giúp nhà máy, chính quyền và người dân địa phương nắm sát hơn các tình huống thực tiễn, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời. Tại buổi diễn tập với tình huống giả định là do ảnh hưởng của cơn bão đã gây ra mưa lũ tại huyện Hương Khê nói chung và xã Hương Trạch nói riêng, với diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa to đến rất to, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về và nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả lũ theo đúng quy trình. Sau khi thống nhất phương án đưa ra giả định để thực hiện diễn tập trong khu vực nhà máy thủy điện Hố Hô, toàn bộ lực lượng tham gia đã trực tiếp có mặt tại khu vực nhà máy thủy điện đập Hố Hô tại địa bàn xã Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Sau 3 tiếng còi hiệu báo động tình trạng khẩn cấp, cần thiết phải đóng mở cửa xả nước, những người thực hiện nhiệm vụ đã từng bước thực hiện công việc nhanh chóng, chính xác, đặc biệt là công tác thông tin đến người dân để đảm bảo an toàn. Cái sự phối hợp của nhà máy và chính quyền địa phương là cái công ty đánh giá là cái việc là quan trọng nhất. Vì khi mà chúng ta điều tiết lũ thì cái việc thông tin sớm nhất đến với nhân dân vùng hạ du, đến các đồng chí lãnh đạo để chỉ đạo các tình huống như sơ tán dân hay là đảm bảo cho an toàn tuyệt đối về tính mạng con người cũng như là tài sản của nhân dân. Thì cái việc đó thì đã được ngay từ đầu năm nhà máy đã triển khai xây dựng cái quy chế. Lũ lụt năm nay thì ở miền Bắc thì các đồng chí đã biết là lụt trái mùa, kể cả trên địa bàn huyện Hương Khê đến nay là đến tháng 6 năm 2017 âm lịch thì đã xảy ra là 2 trận lũ mà gây đến thiệt hại rất là nhiều diện tích hoa màu và lúa của nhân dân, ảnh hưởng thiệt hại rất là lớn. Do vậy thì cái công tác phòng chống thiên tai là xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và liên tục. Ngay từ đầu mùa mưa bão, ngành điện lực Nam Định đã thành lập thường trực ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tiểu ban phòng chống bão tại các điện lực khu vực, lực lượng xung kích, lực lượng vận hành trực 100% quân số. Công ty đã tổ chức kiểm tra kịp thời, phân vùng sự cố, tập trung nhân lực ưu tiên những đường dây trọng điểm và đặc biệt là những đường dây cấp điện cho các trạm bơm. Vừa qua, tuy hai cơn bão số 2 và số 4 không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Nam Định, nhưng lượng mưa rất lớn cộng với việc các hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang xả lũ khiến việc tiêu úng trên địa bàn triền sông, bơm nước nội đồng ở những diện tích lúa mới cấy gặp khó khăn. Nhưng nhờ sự phối hợp giữa các ngành chức năng và đặc biệt là ngành điện, toàn bộ hệ thống trạm bơm đã được cấp đủ điện, hoạt động hết công suất, cứu 100% diện tích ngập úng. Công ty đã tổ chức thường trực ban chỉ huy phòng chống bão, rồi tiểu ban phòng chống của các điện lực, lực lượng xung kích cũng như lực lượng vận hành thường trực 100% quân số. Khi bão tan thì công ty đã chỉ đạo là tổ chức kiểm tra kịp thời để phân vùng sự cố, đồng thời vấn đề tổ chức lực lượng xung kích
cũng như vấn đề các nhà thầu để tập trung ưu tiên khắc phục cho những đường dây cấp điện cho những trạm bơm. Dự báo từ nay đến cuối năm vẫn còn những cơn bão trực tiếp hoặc gián tiếp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng ứng trực để xử lý sự cố, cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất một cách an toàn, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ, thiên tai hoàn toàn có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ địa bàn nào. Vì vậy, ngoài công tác vận hành thông thường, việc chuẩn bị ứng phó và khắc phục với thiên tai đã được EVN-NPC nâng cấp từ nhận thức, trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng cho đến cơ chế và hành động của mọi cấp và từng cán bộ công nhân viên trong các đơn vị.